Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Toàn cảnh đám cưới lần 2 của Như Quỳnh chồng doanh nhân tái hiện một không gian xanh mướt của những cánh rừng Bắc Âu. Như Quỳnh cho biết cô từng đọc và rất yêu thích quyển sách nổi tiếng Rừng Na Uy của tác giả Murakami Haruki, luôn mơ về những giấc mơ lạc giữa rừng. Vì vậy, khi chọn ý tưởng cho ngày trọng đại, chúng tôi quyết định mô phỏng lại vẻ đẹp thiên nhiên này. Không dễ dàng để có thể tổ chức lễ đường ở một cánh rừng thật dù bản thân rất muốn. Như Quỳnh cho hai cặp đôi Như Quỳnh chồng doanh nhân mời 600 khách, trong đó có nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí. Các khách mời mặc dress code theo 3 gam màu chủ đạo là đen, trắng và beige. Thành công trong sự nghiệp nhưng đến độ tuổi U60, Như Quỳnh tiếc nuối cho biết cô chưa từng một lần được mặc váy cưới. Ca sĩ Như Quỳnh đang là một trong những nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình được yêu mến. Ngoài ra, dù ở độ tuổi U60, cô vẫn được khen ngợi sở hữu nhan sắc mặn mà, trẻ trung. Như Quỳnh thường yêu thích diện áo dài truyền thống. Cô thường mặc áo dài phong cổ điển với họa tiết đồng quê khi hát nhạc dân ca, trữ tình. Như Quỳnh những năm 1990 gắn liền hình ảnh áo dài thướt tha, tóc buông xõa. Giai đoạn mới vào nghề, chị gây ấn tượng với nhạc phẩm Người Tình Mùa Đông năm 1991. Khi còn là giáo viên thanh nhạc nhà thiếu nhi quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, chị đăng ký thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mùa đầu, đoạt giải đặc biệt với số điểm tuyệt đối, là thí sinh duy nhất đoạt thành tích này trong lịch sử cuộc thi. Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ Như Quỳnh, Hoài Linh cho biết cả hai đã có gần 30 năm đồng hành. Tuy nhiên, vì mỗi người đều có cuộc sống riêng nên ít khi gặp gỡ ngoài đời. Trong khi đó, Hoài Linh dành nhiều lời khen cho Như Quỳnh vì trải qua nhiều năm giọng hát nữ ca sĩ vẫn không thay đổi. Như Quỳnh sinh năm 1970, từng được xem là mỹ nhân làng nhạc khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt hiếm có. Nhắc đến Như Quỳnh, khán giả mến mộ luôn nhớ đến loạt ca khúc trữ tình khiến bao người mê mệt như Người Tình Mùa Đông, Duyên Phận, Hai Mùa Noel, Vùng Lá Me Bay, Chuyện Hoa Xin, Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi, Tiếng Hát Chim Đa Đa. Tuy nhiên, để có được thành công như hiện tại, cô phải trải qua tuổi thơ nhiều vất vả, từng bị bạn bè kỳ thị, xa lánh bởi nhà nghèo. Trong một chương trình, nhạc sĩ Phương Uyên từng kể về gia cảnh của Như Quỳnh thuở Hàn Vi. Tôi không bao giờ quên ngôi nhà của Như, nhà gần kho đạn, nhà nền đất, có đúng một cây đu đủ, tài sản duy nhất trong nhà. Tội nghiệp như lắm vì cô ấy chỉ có mỗi một cái áo trắng và váy màu xanh. Như đi chơi, đi học hát cũng mặc cái đó. Chính Như Quỳnh cũng thừa nhận vì hoàn cảnh khó khăn nên đôi khi phải mặc một bộ đồ nhiều ngày liền. Năm 1993, Như Quỳnh cùng gia đình sang Mỹ và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ đắt dấu nhất ở thị trường hải ngoại. Khán giả yêu thích nữ ca sĩ gốc Quảng Trị không chỉ bởi giọng hát truyền cảm, đầy cảm xúc, gương mặt đượm vẻ u buồn mà còn mang nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Việt, tài năng, xinh đẹp và nổi tiếng. Song cuộc đời của ca sĩ Như Quỳnh gặp không ít chuyện chuyên, đổ vỡ. Chuyện tình cảm của giọng ca Người Tình Mùa Đông từng có rất nhiều lời đồn thổi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa từng lên tiếng giải thích. Tính của tôi là từ khi còn trẻ đến giờ ít khi nào mình lên tiếng hay giải thích, chia sẻ điều gì. Tôi cũng không bao giờ mang chuyện bản thân kể cho người khác nghe hay hỏi chuyện của người khác. Cô từng bày tỏ, so với nhiều người, Như Quỳnh lập gia đình và sinh con khá muộn. Nữ ca sĩ từng có cuộc hôn nhân với chồng là kỹ sư không lưu trong chính phủ Mỹ. Có một cô con gái tên Melody Đông Nghi, sinh năm 2007. Tuy nhiên, Như Quỳnh tâm sự cô chưa từng mặc váy cưới và tổ chức hôn lễ. Năm 2015, trong một talk show, Như Quỳnh lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ. Cô là người chủ động nói lời chia tay sau khi cảm thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho chồng cũ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tâm sự những chua cay cuộc đời cùng cuộc hôn nhân không trọn vẹn khiến cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Như Quỳnh từng nói rằng trong con người mình có 50% là đàn ông, 50% là phụ nữ. Khi khoác lên mình chiếc áo dài bước lên sân khấu, cô thấy mình là phụ nữ. Còn khi trở về với cuộc sống đời thường, nữ ca sĩ thấy mình là một người đàn ông. Chính vì thế, Như Quỳnh chia sẻ cô có thể tự chủ được cuộc sống mà không quá phụ thuộc vào người đàn ông mình cảm nhận và hóa thân vào nhân vật, hoàn cảnh trong tác phẩm mà tác giả, nhạc sĩ muốn gửi gắm. Cả thanh xuân của Như Quỳnh là dành kể chuyện buồn tình yêu trong cuộc sống rồi, nhưng có qua những nỗi buồn ta mới trân trọng khoảnh khắc hạnh phúc. Quỳnh vẫn cảm ơn khán giả luôn yêu thương một Như Quỳnh với Chuyện Hoa Sim, Duyên Phận, Chuyện Tình Hoa Trắng, Tơ Tằm, Vùng Lá Me Bay, Hoa Trinh Nữ, Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi.
Quỳnh tin là có một ngày sẽ có người đàn ông nói với mình là anh sẽ cưới em, cô tâm sự. Hơn 20 năm xa quê hương, như Quỳnh vẫn là cái tên hàng đầu của dòng nhạc quê hương trữ tình, không chỉ được lòng khán giả hải ngoại, cô còn là thần tượng của nhiều người ở Việt Nam thông qua các sản phẩm băng đĩa nhạc. Trong 20 năm viễn xứ, nữ ca sĩ sinh năm 1970 gần như không tiếp xúc hoặc chưa có cơ hội tiếp xúc với truyền thông trong nước. Đầu năm 2018, Như Quỳnh về nước và đã từng làm live show tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và sắp tới đây, cô cũng được khán giả chào đón với sự trở lại đầy ấn tượng của mình. Như Quỳnh bắt đầu thể hiện tác phẩm Duyên Phận trong một chương trình tại hải ngoại và từ đó đến nay, ca khúc Như được gắn liền với tên tuổi cũng như danh tiếng của nữ ca sĩ. Có thể coi Duyên Phận đã trở thành bài hát quốc dân với mức độ phổ biến của nó. Lấy tên Duyên Phận cho show diễn lần này, ngoài sự nổi tiếng và sức lan tỏa của tác phẩm, Duyên Phận giống như lời tâm sự của nữ danh ca về phận gái Thuyền Quyên, nhiều nỗi buồn và thật ít nụ cười hạnh phúc. Vốn cùng sở trường trữ tình, Bovelo, Hoài Lâm và Như Quỳnh có thể sẽ có những màn biểu diễn chung. Đơn vị sản xuất còn tiết lộ sẽ dàn dựng theo kiểu nhạc kịch, lấy tác phẩm Duyên Phận là trung tâm để tái hiện một số phận người phụ nữ nhiều bất hạnh cùng một đám cưới theo phong cách miền Tây Nam Bộ, và Như Quỳnh sẽ là nữ chính trên sân khấu. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Như Quỳnh đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh cuộc hôn nhân của mình. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết cô trải qua cuộc hôn nhân có nhiều nỗi buồn. Ông bà ta vẫn thường nói chậm mà chắc, nhưng trong hôn nhân, cô là người chậm chạp nhất nhưng cuối cùng mọi thứ cũng không được bền vững. Tuy nhiên, Như Quỳnh thừa nhận, có lẽ đây là lỗi phần cô vì quá yêu nghề cũng như ích kỷ riêng trong cuộc sống. Giọng ca Người Tình Mùa Đông ao ước có một đứa con và trời đất đã cho cô món tài sản vô giá này. Trong cuộc đời, cô có lẽ sẽ không có niềm vui này lần thứ hai nên người đẹp đang rất vui với những gì mình đang có. Cuộc sống khó khăn, cha mẹ Như Quỳnh sau đó đã đưa cả gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Hồi nhỏ, Như Quỳnh rất khó nuôi, năm lên một tuổi còn suýt chết do bị sốt xuất huyết. Lớn lên trong sự thiếu thốn, Như Quỳnh từng miêu tả gia đình cô túng quẫn đến mức phải lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ, rồi những vật dụng trong nhà cũng lũ lượt đi theo luôn dù vậy. Nhờ niềm đam mê với âm nhạc và năng khiếu thiên phú, Như Quỳnh chiến thắng giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc tiếng hát truyền hình. Sau này cô trở thành một trong những giọng ca bolero được đông đảo khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng không giữ được mối duyên này lâu. Đến tháng 6 năm 2015, trong một talk show ở hải ngoại, Như Quỳnh thông báo cô và Nguyễn Thắng đã chia tay khi chưa tổ chức đám cưới. Nguyên nhân là do cả hai không hiểu nhau và không vượt qua được những khác biệt trong mối quan hệ. Tôi có con nhưng chưa bao giờ được mặc áo cô dâu, mặc dù tự tay Như Quỳnh đã chuẩn bị cho mình một chiếc váy cô dâu rất đẹp để mặc trong ngày vui nhất của cuộc đời. Nhưng có lẽ do mình đã được quá nhiều thứ nên cuộc đời bắt mình phải hy sinh đi một cái gì đó. Không ai có thể được nhiều thứ cùng một lúc mà không mất. Nữ ca sĩ tâm sự, dù đổ vỡ với tình cũ nhưng nữ ca sĩ bày tỏ, cô cảm thấy may mắn vì con gái mẹ do Ly Đông Nghi vẫn nhận được sự quan tâm từ người cha dù sống cùng mẹ, cậu và bà ngoại. Mỗi cuối tuần, chồng cũ Như Quỳnh sẽ sang đón con về nhà mình và cố gắng bù đắp cho bé để Đông Nghi không cảm thấy bị thiệt thòi. Anh ấy rất lo lắng, chăm sóc, dạy dỗ và theo dõi từng bước chân của con gái. Hai chúng tôi đều quan niệm dù con trai hay con gái không quan trọng nhưng là con người phải có trái tim và lương tâm mới có thể thành tài. Như Quỳnh chia sẻ về mối quan hệ văn minh với chồng cũ. Sau nhiều năm độc thân, đầu năm 2021, trong phỏng vấn VN Express, Như Quỳnh tiết lộ cô đã có bạn trai mới và rất trân trọng mối quan hệ này. Như Quỳnh cho hay, bạn trai cô là giáo sư toán, am hiểu nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, kể cả nghệ thuật. Nhờ vậy, mỗi lần chọn bài thu âm hay đi diễn, Như Quỳnh đều hỏi ý kiến bạn trai. Khi yêu xa, họ liên lạc hàng ngày qua tin nhắn, mạng xã hội. Lúc ở gần nhau, họ dành thời gian cùng nấu ăn, uống trà, đi dạo hay đi du lịch.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.